Chào các bạn nhé. Hôm nay tôi đang có mặt ở đây ở ngay trước Auto House, tức là đây là một cái khu bán hàng của hãng xe Opel của Đức. Đây là một cửa hàng rất lớn nằm ở ngay trung tâm của Berlin. Và trong thời gian vừa qua ở trong nước thì các bạn đã biết là có một cái đã xảy ra một cái hiện tượng, đó là vào thời gian vừa rồi 17 tháng 6 năm 2019 thì ông Phạm Nhật Vượng, tức là công ty VinFast, đã cho ra đời một dòng xe mới và được bán ở trong nước, đó là dòng xe VinFast Fadi. Và những cái xe này thì được cho rằng là tương đồng với cả những cái xe của hãng Opel và của Chevrolet. Đây các bạn đang xem trực tiếp đây, và đây là cái hãng Auto House mà chúng ta có thể nói là vâng, đây là cái nơi mà bán xe mà các bạn đứng ở đây. Và hãng xe Opel này và hãng Chevrolet đều trực thuộc của tập đoàn GM của Mỹ. Trong nước thì cái tập đoàn này không những bán hàng kém mà ở nước ngoài, ở châu Âu bán cũng rất là kém. Cụ thể đó là hãng xe mác thương hiệu xe Chevrolet thì đã bị châu Âu thải loại từ năm 2016, tức là họ đã không sản xuất nữa. Và bây giờ thì dây chuyền công nghệ cũ đó đã đắp chiếu nhiều năm rồi, và tự nhiên thì chúng ta đã thấy xuất hiện ở trong nước, ở Việt Nam. Và cái hình dáng của nó thì cũng tương đồng với xe Opel là ở đây, Opel K. Bởi vì Opel K thì là khi mà tôi hỏi những cái người bán hàng ở đây thì họ nói rằng là chiếc xe Opel K thì có những cái phụ tùng có thể lắp sang xe Chevrolet cũ của Mỹ, và ngược lại Chevrolet có thể lắp sang Opel K. Và ngay cả chiếc xe thương hiệu xe Opel K, tức là cái nhãn hiệu xe đó, thì cũng đã không sản xuất từ cuối tháng 5 năm 2019 nữa. Và bây giờ chúng ta thấy xuất hiện ở Việt Nam, đó là việc mà ông Phạm Nhật Vượng, tức là công ty VinFast, đã cho ra đời cái dòng xe này. Đây là dòng xe của VinFast Fadi mà các bạn đã thấy trong thời gian vừa qua, báo chí trong nước tung hô và đăng rất nhiều thông tin này, mà nói rằng đây là dòng xe tốt và có những cái ưu điểm của xe châu Âu, của Đức. Đấy, các bạn thấy. Và thế mà thực tế thì sao? Thì đây, những cái xe như thế này thì nó lại được sử dụng những công nghệ cũ đã có từ rất lâu rồi. Và cái việc làm truyền thông ở trong nước thì những cái tờ báo phát thanh và truyền hình ở trong nước thì làm truyền thông về cái việc bán hàng này rất là tốt cho ông Phạm Nhật Vượng, tức là cho công ty VinFast. Nhưng cái chất lượng của nó thì lại không được kiểm chứng một cách đàng hoàng. Và những cái thông tin mà chiếc xe VinFast Fadi đưa ra cho bạn người dùng cũng như là những cái người tham khảo thì gần như là không có những kiểm định độc lập mà chúng ta có thể tự tìm thấy được và tự có thể tìm hiểu được trong cái trên mạng internet. Và chúng tôi cũng đã tìm hiểu những chiếc xe này, như các bạn đã biết là trong thời gian vừa qua thì đã tìm hiểu rất nhiều và đã phát trong những cái chương trình của chúng tôi lần trước. Đó là việc mà công ty này đã nói rằng là đưa xe đi sang Euro NCAP để thử ở châu Âu. Thế nhưng mà thực tế thì lại không phải như vậy, và chúng tôi đã tìm hiểu thì những chiếc xe này không hề được đưa sang châu Âu để thử. Vậy thì tại sao chiếc xe VinFast Fadi chỉ trong thời gian rất ngắn, tức là từ tháng 3 năm 2019 đã đem ra thử, nhưng mà đến tháng 6 năm 2019 đã đem ra bán ngay và không hề thấy hồ sơ thử độc lập, test xe ở bên này, độc lập bên này. Và chính vì vậy nó đã gây ra những cái tai họa, bắt đầu gây ra những tai họa rất lớn cho người dân Việt Nam, những người mua hàng và những người mà sử dụng chiếc xe này cũng như những đại lý bán hàng. Đó là việc bắt đầu xảy ra những cái lỗi, phát sinh những cái lỗi ngay trong ngày đầu tiên khi mà chiếc xe bán ra, và đấy là ngày chiếc xe bị phát pha đi. Và đấy là lỗi gì? Cái đầu tiên mà chúng ta phát hiện được trong cái tờ báo đã đăng ở trong nước ấy, thì đấy là cái lỗi là chiếc xe bị phát pha đi, đã lỗi là chảy bùn vào trong xe. Chảy bùn trong xe là một cái lỗi rất nghiêm trọng mà bằng mắt thường thì có thể nhìn thấy, đó là việc chiếc xe đó đã bị chảy bùn. Đây là những bài báo mà nói rằng là chiếc xe VinFast Fadi đã bị chảy bùn vào trong xe. Và khi những người lái chiếc xe này họ lưu thông trên đường vào ban tối hoặc là vào những khi mà trời mưa thì chắc chắn là sẽ bị gặp nguy hiểm ở chỗ là những cái xe sau đi sẽ không nhìn thấy đèn, những xe sau đi không nhìn thấy đèn báo của những xe trước, và như vậy là có thể đâm liên hoàn, nhất là sau những khúc cua và khi mà trời trơn ướt, mà ở Việt Nam các bạn cũng đã biết rất nguy hiểm ở chỗ là Việt Nam là nơi mà khí hậu nhiệt đới, cho nên là khi mà trời mưa thì sẽ
gây ra trơn trượt và đường xá không được tốt, nhiều chỗ không được tốt lắm, và bùn đất sẽ bắn vào sẽ che những cái đèn phía sau đi. Người ta phát hiện là cái đèn phía sau này là sẽ bị che đi đấy, bị che đi, và nếu mà che đi thì nó mờ và không còn nhìn thấy tín hiệu của xe trước nữa, thì xe sau sẽ đâm vào đít xe trước, và cứ như thế là sẽ gây ra những tai nạn. Và những tai nạn đó là do những cái nhà sản xuất người ta không tính đến hết những cái vấn đề là thử xe một cách chu đáo, đáng nhẽ trước khi đem bán. Thì những thông số kỹ thuật như là những cái nơi thử xe, và đặc biệt là những nơi đánh giá độc lập, cần phải được đem những chiếc xe này đến đó để thử, bởi vì là người ta sẽ đánh giá theo những cái tiêu chuẩn của châu Âu hoặc là của những cái nước tân tiến. Và khi mà không thử như vậy thì sẽ gặp rất nhiều tai họa cho người dân Việt Nam khi họ mua xe. Và đây là những hình ảnh mà tờ báo trong nước đã được đăng, đấy là việc mà chiếc xe đã bị bùn chảy vào trong khi chạy. Và đây là chỉ những cái lỗi mới nhất mà những người mới mua xe phát hiện ra. Thế còn tới đây khi các bạn sử dụng những chiếc xe này thì chắc chắn rằng là sẽ còn rất nhiều những lỗi khác tiếp tục được phát sinh và phát hiện ra. Và những cái nhà sản xuất xe mà khi mà bán xe luôn luôn có nhiều lỗi như thế này thì họ phải chi rất nhiều tiền ra để sửa chữa, để đem bảo dưỡng lại, và những người mua xe thì lại cũng rất khó ở chỗ là người ta sẽ bị mất rất nhiều thời gian. Đấy, và các bạn xem đây, chiếc xe mà đã bị phải đem đến sửa các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn rất rõ. Đây, đấy. Đấy, đây là chiếc xe em sửa. Đấy. Mà sửa đúng là khi mà sửa thế này thì các bạn chắc chắn rằng sẽ thấy là những cái vấn đề sẽ phát sinh ra, đó là việc mà thời gian, về vấn đề mà chi phí cũng như là về những cái vấn đề khác. Ví dụ như là các bạn sẽ không có bảo hành, và những cái hãng mà khi người ta đưa ra sửa ấy, thì những cái vấn đề là bảo hành, bảo trì hoặc là những cái bảo hiểm của xe thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Bởi vì là khi mà bảo hiểm sẽ không ký kết với cả những hãng xe, những nhà xe như thế này, tức là họ khi mà lỗi quá nhiều thì các hãng bảo hiểm họ sẽ rất sợ cho cái việc mà bảo hiểm cho những cái xe mà không được đảm bảo về mặt kỹ thuật. Ở châu Âu thì là như vậy, và những chiếc xe đấy thì chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái vấn đề thời gian tới. Ngoài ra thì vấn đề ô nhiễm môi trường cũng rất là nặng nề ở những chiếc xe nếu mà không được thử một cách đàng hoàng, thì những chiếc xe đó sẽ gây ra rất nhiều những ô nhiễm môi trường. Những cái người mà sử dụng chiếc xe như thế này thì sẽ bị họ đỗ xe trong nhà, họ nổ máy đến sáng đi tối về, thì những cái khí độc đó sẽ gây ra cái tác hại rất lớn cho những người sử dụng. Đó là những cái người ở trong cái căn hộ đó, rồi trong cái chung cư đó sẽ phải hít những khí độc đó, và như vậy thì tất nhiên là sẽ gây nhiều cái bệnh tật cho người lớn, trẻ em, người già và những người phụ nữ có thai thì cũng có thể ảnh hưởng đến thai nhi nếu mà hít phải những khói độc mà chiếc xe như vậy. Có một cái câu chuyện mà chúng tôi cũng vừa tra cứu ở tại Đức, thì trong năm 2016 thì có một công ty của Trung Quốc, họ cũng đem một chiếc xe dạng như thế này ra sang bên Đức để họ bán trong những cái đại lý và dạng như thế này. Thế nhưng mà sau khi đưa ra đại lý và có người mua xem, thì có hãng Aero NCAP họ đã mang cái xe đó đi họ thử, thì một cái điều rất là ngạc nhiên đã xảy ra, và là tức là họ đã khuyến cáo là cái xe đấy thì khi thử xong thì không được một cái sao nào. Tức là bình thường đánh giá xe thì họ đánh giá từ 1 đến 5 sao. Thế nhưng mà khi mà thử chiếc xe đó ấy, thì chiếc xe đó không được sao nào. Đấy là xe của Trung Quốc, nhìn rất là đẹp, hình dáng cũng tương tự như chiếc xe này, không được, và đây như xe này, và không được cái sao nào. Mà ngoài ra thì họ còn khuyến cáo là nếu sử dụng những chiếc xe đấy thì ai đi trên đường thì có thể gặp tai nạn. Thì nếu mà khi gặp tai nạn thì cái vô lăng của nó, khi mà lái xe này, vô lăng của nó bị vỡ ra, vỡ túi khí, và cái vô lăng đó sẽ có thể chọc vào ngực và thủng bụng luôn, thủng ngực, tức là bị thủng ngực luôn nếu mà đi những chiếc xe không an toàn như vậy. Đấy, thế thì đấy là cái điều rất tai hại. Và sau cái thông cáo đó của Aero NCAP đưa ra đối với dòng xe của Trung Quốc đó, thì không ai mua những cái xe như vậy ở Đức nữa, và cái hãng mà bán đại lý xe, một vài hãng đại lý xe đó nhận bán cho Trung Quốc, họ đã trả lại hết xe và lập tức là dỡ biển của những cái công ty bán đưa cái xe đó sang bên này. Bởi vì là sao, nó gây tai nạn trên đường, nó đánh giá về mặt an toàn nó không có một cái sao nào cả. Và ngoài ra là khi gây tai nạn thì những cái xe mà chất lượng xấu như vậy thì nó sẽ gây tai nạn cho người lái, bằng cách là cái vô lăng ấy, cái cần vô lăng nó sẽ lao vào ngực
khi mà tai nạn nó đâm vào, lao vào ngực và cái người đó có thể bị chết xuyên ngực. Đấy, thì đấy là cái thông tin sự thật và mà chúng tôi cung cấp cho các bạn. Đây là cái thông tin thêm về cái vấn đề là chiếc xe đó của VinFast Fadi bị bùn và như thế nào, và những cái người ở trong nước họ cũng đang rất bối rối về cái chuyện mà làm thế nào để mua những cái chắn bùn như thế này để chắn, mà bởi vì họ tìm ở trong nước thì không hề thấy những cái chắn bùn như vậy. Và trong thời gian vừa gần đây thì như vậy là họ phải lái xe những chiếc xe mà không đảm bảo với chất lượng thì chắc rất nguy hiểm cho cái người cùng đi và cũng như là những cái người lưu thông trên chiếc xe này. Đấy, và thì đấy, cái câu chuyện của cái hãng xe Trung Quốc là như vậy. Và các bạn cũng sẽ nên tìm hiểu thêm ở trong chiếc xe VinFast Fadi này có nhiều phụ tùng của Trung Quốc hay không, và cái gì đặt của Trung Quốc, và nếu muốn xuất khẩu như thế nào khi mà tiêu chuẩn chất lượng về khí thải của nó chỉ đạt Euro 4 thôi. Tức là Euro 4 thôi thì ở châu Âu thì tất nhiên là hàng chục năm nay không ai dùng nữa, và điều đó cũng sẽ gây tác hại đến sức khỏe của người dân. Đấy là cái thông tin mà chúng tôi biết được. Và thực tế chiếc xe VinFast Fadi này ấy, thì là nó dùng một cái công nghệ khá lai tạp, ở chỗ là họ dùng những cái công nghệ cũ của Chevrolet hoặc là của Uber Car đã bị thải hồi. Như ở đây các bạn đang đứng trước cái hãng xe Uber đây trong này, là thì về đó xong rồi ở Việt Nam thì cái công ty VinFast này đã đặt thêm một số cái dập vỏ mới rồi hình khác thêm một tí, rồi một chút cái thay đổi về điện, về nội thất, thế sau đó gắn với nhau lại, tức là lắp ráp với nhau lại, và họ bán với cái giá rất là đắt, khoảng 400 triệu mà chưa có những cái phụ kiện khác kèm theo. Thì điều đấy cũng rất nguy hiểm ở chỗ là nếu mà xe mà lai tạp như vậy, sau đó bán với cái giá cao, rồi cũng lại không biết là cái chất lượng thế nào khi không được thử nghiệm. Bởi vì chính cái hãng mà đã thử nghiệm cái xe này, nói là đến thử nghiệm cái xe này, họ nói rằng là không hề nhận được cái thông tin về chiếc xe VinFast Fadi đó, VinFast gửi sang châu Âu để thử. Và đây là hình ảnh, các bạn cũng sẽ tự thấy là đây là hình ảnh của chiếc xe VinFast Fadi khi một số người đã chụp được, là khi đây là cái ban đầu sốc, tức là cái chỗ mà chắn bùn chỗ này thì chỗ này nó không có gì cả, nó rất hồng, và nếu mà như thế này thì cũng là đi nó bùn bắn vào xe và bắn vào trong cốp xe thì quá đúng rồi. Đấy, thì đây là cái sai sót rất là nghiêm trọng và rất là sơ đẳng của những cái người sản xuất xe và cũng người phân phối xe và bán xe. Thì tôi nghĩ rằng là đây là cái điều mà Việt Nam cần phải học tập thêm. Và sở dĩ chúng tôi làm những chương trình này liên tục và nhiều để cho các bạn biết là không phải vì chúng tôi là một cái doanh nghiệp Việt Nam không phát triển được, mà chúng tôi chỉ đơn giản tôi muốn rằng là cái thông tin nó phải được đưa ra chính xác và đầy đủ, cũng như là cái yêu cầu của cái người mua xe và người bán xe là phải được biết kỹ thuật của cái xe này thực sự như thế nào, chứ không thể chỉ dùng truyền thông, dùng những hình ảnh đẹp ở triển lãm xe tại Paris hoặc là những cô hoa hậu, hoặc là thuê David Beckham để quảng cáo, mà để bán xe mà phải chú trọng vào chất lượng, và VinFast phải chú trọng vào chất lượng để làm hoàn thiện nó, và không nên quá bực tức với những cái thông tin như thế này. Bởi vì ở bên Đức và châu Âu các bạn biết rồi, ở đây rất tự do và có những cái tạp chí lớn, có kênh truyền hình lớn, họ chuyên nghiên cứu về ô tô, họ soi họ xét từng ly từng tí một về những cái ô tô mà khi bán ra ở thị trường như này, và có những hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng để họ cũng kiểm tra những cái xe như thế này để họ trước khi bán cho khách hàng, hoặc là khi bán cho khách hàng và họ vẫn kiểm tra, và những cái thông tin như tôi đưa thế này thì họ đưa thường xuyên và hàng ngày ở đây. Cho nên là một số cái người mà không hiểu ở Việt Nam, không quen với kiểu những cái phân tích như vậy, những cái bình luận như vậy, thì lại nghĩ rằng đây là cái việc mà không muốn xe Việt Nam phát triển. Những cái việc đó không phải, cái việc đó là hoàn toàn là do các bạn, những người bán hàng, những người sản xuất và những người nghiên cứu để làm ra một sản phẩm của Việt Nam thì phải cố gắng làm sao hoàn thiện chất lượng thì chiếc xe đó tiến tới trong một thời gian dài nữa, nếu có thể được là xuất khẩu. Thế nhưng mà cái Việt Nam thì cái quan trọng là cái công nghiệp nền móng nó thiếu. Thì cái gì, tất cả mọi cái, những cái vấn đề ở Việt Nam, nhiều thiết bị, trang thiết bị đa số là đều phải mua nhập hết và không thể tự sản xuất được. Và cũng không ai chuyển giao cho các bạn cái dây chuyền sản xuất xe hiện đại của Đức hoặc của Mỹ để các bạn sản xuất xe để cạnh tranh với người ta cả, mà các bạn chỉ có thể mua được dây chuyền cũ như thế này thôi, và như những cái Opel Car hoặc là như cái Chevrolet để các bạn sản xuất ra những sản phẩm nó kém chất lượng, không thể cạnh tranh với họ trên thị trường thế giới được, và để tiêu thụ nội địa mà thôi. Và cái điều đó thì đấy là một thực tế và cũng phải nên biết, và ông Phạm Nhật Vượng cũng như là cái công ty VinFast này phải có rút kinh nghiệm
trong cái thời gian tới để tiếp tục sản xuất ra những cái chiếc xe tốt hơn. Và ông Nguyễn Xuân Phúc thì trong cái vấn đề, trong cái vai trò này ở công ty VinFast thì cũng có khá có vai trò lớn, bởi vì ông ta là cái người luôn luôn thường xuyên quảng cáo, quảng bá cùng với cái công ty VinFast để đưa cái xe này ra ngoài thị trường để tiêu thụ. Và đấy là tất nhiên với một cái vai trò của một cái lãnh đạo ở trong nước thì ông Nguyễn Xuân Phúc là làm cái việc đấy là hoàn toàn bình thường đấy. Thế nhưng mà khi mà ông ta liên tục quảng bá, quảng cáo cho một cái doanh nghiệp, cho một sản phẩm cụ thể mà ông ta lại không biết về cái chất lượng xe này như thế nào và chưa từng học về kỹ thuật, mà có lẽ là những cái người mà tư vấn cho ông ta cũng lại là những người kém hiểu biết và không chịu tiếp thu cái kiến thức mới nhất của thế giới về phương tiện ô tô, cho nên ông ta vẫn cứ mù quáng lao theo để quảng cáo cho chiếc xe này. Và cụ thể là sau khi chiếc xe này ra đời thì các bạn cũng đã biết, bắt đầu là chảy bùn, bắt đầu là không tiêu chuẩn khí thải không rõ ràng và những cái tiêu chuẩn an toàn khác tới đây nó sẽ tiếp tục lộ ra. Và khi một chiếc xe chỉ cần một hai cái tiêu chuẩn, một hai cái lỗi xảy ra hàng loạt như thế thì những cái không ai người ta còn mua xe như thế nữa, và chỉ có thể tháo xe ra và bán phụ tùng cho những cái nước chậm phát triển, cho những cái dòng xe tương tự như vậy để họ thay mà thôi. Đấy là cái điều mà ông Nguyễn Xuân Phúc cần phải lưu tâm, bởi vì là khi mà ông cái trình độ nhận thức của ông kém, và ông vốn là một cái người chỉ tốt nghiệp, tức là ông chỉ học lớp 10 thôi, và tốt nghiệp cử nhân của kinh tế trường đại học quốc gia Việt Nam vào năm 78 ấy. Và bằng ngoại ngữ của ông ta thì tiếng Anh và tiếng Nga thì chỉ là bằng B thôi, tức là có lẽ là ông ta chỉ là cái người có thể đi giao tiếp thì có thể có hỏi là how many, tức là bao nhiêu tiền, hoặc là Auf Wiedersehen, Das Vidania tiếng Nga có vậy thôi, chứ là những cái vấn đề mà công nghệ này thì phải rất hiểu, giỏi ngoại ngữ. Và hơn nữa ông ta là một cái người mà nguyên thủ quốc gia, tức là thế thì vậy khi mà đi giao tiếp với quốc tế thì ông ta phải cố gắng là tiếp thu những cái thông tin và trao đổi với các lãnh đạo của các nước khác. Mà khi mà trao đổi như vậy thì rõ ràng là phải trao đổi bằng tiếng Anh đấy. Và trao đổi bằng tiếng Anh thì nếu mà người ta không, ông Phúc mà không có biết tiếng Anh thì phải luôn luôn nhờ phiên dịch, thì cái điều đấy cũng gây ra một cái sự gọi là rất phụ thuộc cho ông Nguyễn Xuân Phúc, bởi vì không phải lúc nào phiên dịch cũng có thể được phép ngồi cạnh những nguyên thủ quốc gia khác trong những cuộc nói chuyện một cách thân mật. Và chính những cuộc nói chuyện đó sẽ giúp cho ông Nguyễn Xuân Phúc là có thêm được những thông tin khác mà nhiều người không biết về Nguyễn Xuân Phúc. Và cũng trong các bạn cũng đã chứng kiến ông ta trong thời gian vừa qua cũng đã sang châu Âu, tức là sang Cộng hòa Séc, và cũng có gặp kiều bào ở Séc tại chợ Sapa, nơi ông Hoàng Đình Thắng cũng là một cái chủ chợ. Và tại đó thì ông ta có những phát ngôn cũng khá là ngây ngô, đó là việc ông ta gọi kiều bào ấy này là phản động. Rồi cái điều đó thì cũng hơi làm cho rất là nhiều người ở đây, kiều bào ở đây họ phản ứng và họ không vui lòng và không hài lòng với ông Thủ tướng của Việt Nam khi mà nói kiều bào như vậy. Và trong cái cuộc gặp gần đây nhất tại G20 ở Nhật Bản thì các bạn cũng đã biết rằng Nguyễn Xuân Phúc cũng là cái người gần như rất là thụ động trong những cái vấn đề mà gặp gỡ, giao lưu và trao đổi với cả các nguyên thủ quốc gia khác, bởi vì ông ta không biết ngoại ngữ, mà không biết ngoại ngữ thì rất là hạn chế trong cái việc giao tiếp, cũng như hiểu biết của mình sẽ bị hạn hẹp rất nhiều. Nếu mà chỉ phụ thuộc vào tất cả những cái thư ký hoặc là những cái người đưa lên thì điều đó cũng khả năng ông ta cũng sẽ bị thiếu thông tin và không thể biết được cái sự thật thực tế như thế nào. Thì cái điều này ông Nguyễn Xuân Phúc phải cố gắng. Tuy nhiên nếu mà ông chỉ quảng cáo cho những doanh nghiệp như vậy mà không biết thông tin thì cái sự cố gắng của ông gần như là sẽ về con số 0, và lại có cái phản ứng ngược, đó là việc ông giới thiệu những sản phẩm chất lượng kém cho người tiêu dùng Việt Nam thì thậm chí là nó có những cái vấn đề mà không đúng sự thật của sản phẩm này. Thì đấy là một cái sự mà cần phải xem xét lại cái thái độ và cái làm việc của ông Xuân Phúc trong thời gian tới. Tất nhiên là ông Nguyễn Xuân Phúc là một người thủ tướng, cho nên là ông ta cũng luôn luôn mong rằng là cái quan hệ Việt Nam với Đức, quan hệ Việt Nam với châu Âu và quan hệ Việt Nam với Mỹ là luôn luôn tốt đẹp, để ông ta có điều kiện đi lại cũng như là giao lưu và làm sao để vai trò của ông ta khi làm thủ tướng phát huy được tác dụng. Thế nhưng nếu mà ông ta không khéo léo và không hiểu biết thì cái điều đó sẽ tai hại hơn, nhất là trong thời gian này thì các bạn cũng đã biết ông Tổng thống Trump của Mỹ luôn luôn thúc ép Việt Nam, thúc ép Trung Quốc phải cân bằng cái cán cân thương mại. Thế nhưng mà trong cái năm vừa qua thì phía Việt Nam đã
lại làm cái cán cân thương mại càng ngày càng bị tệ hại hơn. Chính vì vậy ông Tổng thống Mỹ, ông Trump đã có những cái phát biểu rất rõ ràng đối với Việt Nam, nếu mà không Việt Nam làm không thay đổi, không làm tốt thì rõ ràng là sẽ ảnh hưởng, có thể bị đánh thuế rất nặng và bị nhiều ảnh hưởng rất nhiều về kinh tế trong thời gian tới. Và cái xe Uber cũng như là xe Chevrolet mà cái dây chuyền công nghệ cũ của nó hiện nay được dùng để sản xuất xe VinFast Fadi thì nó cũng là của tập đoàn GM của Mỹ, thì tất cái điều này cũng là cái cố gắng của những cái doanh nghiệp trong nước đã có cái hàng của Mỹ để sản xuất và cân bằng lại cán cân. Tuy nhiên không phải vì cái việc đó mà các bạn và những cái người nhà sản xuất có thể làm vội mà không kiểm tra chất lượng để dẫn đến cái nguy hiểm tính mạng cho những người dân khi sử dụng chiếc xe đó và bán giá rất là đắt, cũng như là cái ô nhiễm môi trường cho Việt Nam càng ngày càng trầm trọng hơn. Và điều đó phải nói rằng là Việt Nam khi hội nhập quốc tế chắc chắn sẽ phải có những cái bước đi mới, có những bản bài tính mới, và những cái người lãnh đạo cần phải thay đổi, không những thay đổi người lãnh đạo mà thay đổi cả tư duy lãnh đạo và cái những cái hỗ trợ và ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ nhắm vào những công ty lớn mà phải là nhắm vào cả những công ty nhỏ và cả cái cộng đồng doanh nghiệp trong nước phải được hưởng lợi về cái điều này, chứ không thể nhắm vào công ty duy nhất như VinFast để cuối cùng ra những cái loại sản phẩm mà chưa được kiểm định và đem bán thì sẽ gây ra thất thoát rất lớn về năng lực con người, về môi trường và về đất đai, về cả việc hỗ trợ doanh nghiệp như vậy. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình thường thật của chúng tôi từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay về việc ông Nguyễn Xuân Phúc cũng như là ông Phạm Nhật Vượng đã hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác với nhau để quảng bá và quảng cáo bán sản phẩm chưa đủ chất lượng ra thị trường. Và các bạn hãy kiểm định lại cái chất lượng để sao cho tốt nhất và sao cho nó phù hợp nhất với cái túi tiền của mình cũng như là an toàn cho gia đình của mình, tránh mua phải những xe đồng nát do đưa những công nghệ cũ về và sử dụng một cách mất an toàn tại Việt Nam. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình thủ thuật lần tới. Và chào các bạn, Trung Hoa Thời báo .de từ Cộng hòa Liên bang Đức ngày 30/6/2019. Cảm ơn các bạn và chúng tôi sẽ tạm dừng chương trình truyền hình trực tiếp ở đây. Và sau đây chúng tôi sẽ nghỉ trong vòng khoảng 15 phút và sẽ tiếp tục chương trình mới về một đề tài mới, đó là việc chúng tôi cùng với cả những người công tác đã phát hiện ra chiếc xe VinFast đang được thử nghiệm ở đâu và địa điểm nào, cũng như thông tin về nó ra làm sao. Và hẹn gặp lại các bạn sau 15 phút nữa. Và các bạn nhớ bấm theo dõi của trang Thời báo .de, Facebook của Thời báo .de và Facebook của Lê Trung Khoa để luôn luôn được cập nhật thông tin mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn.